Các anh chị sinh viên thân mến, rất vui được gặp các anh chị trong buổi học dược liệu của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề Lipid và dược liệu chứa lipid. Bài học của chúng ta có các mục tiêu sau. Sau khi học xong bài Lipid và dược liệu chứa lipid, các anh chị phải trình bày được các khái niệm lipid hay còn gọi là chất béo, axit béo bão hòa, axit béo không bão hòa, omega 3 và trans fat. Phân loại được lipid, trình bày được sự phân bố, tính chất, một số chỉ tiêu kiểm nghiệm dầu mỡ, biết được một số dược liệu chứa lipid, bộ phận dùng cùng công dụng của chúng. Để đáp ứng các mục tiêu trên, bài học của chúng ta được sắp xếp gồm có 3 phần. Phần 1, lipid. Phần 2, glycerid. Phần 3, một số dược liệu chứa lipid. Trước hết, cùng đi vào phần số 1, lipid. Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa lipid, cấu tạo và phân loại của lipid. Về định nghĩa, lipid là những hợp chất có các đặc điểm sau. Là sản phẩm tự nhiên có trong động vật và thực vật, thường là este của các axit béo và các ancol. Cấu trúc của một cái este được ký hiệu là RCOOR phẩy. Lipid là các hợp chất không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ, không bay hơi ở nhiệt độ thường. Về mặt cấu tạo thì lipid gồm có hai phần, phần ancol và phần axit béo nối với nhau bằng liên kết este. Phần ancol có thể là glycerol, các ancol phân tử lượng cao, sterol, các ancol chứa nhóm cyanua, các amino ancol. Tương tự, phần axit béo cũng rất đa dạng, có thể là axit béo no, axit béo chưa no, axit béo ancol, axit béo vòng năm cạnh. Việc phân loại lipid chủ yếu dựa vào phần ancol. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về phần ancol. Phần ancol có thể là glycerol. Các lipid thuộc nhóm này gồm có glycerid và phospholipid. Trong đó, glycerid với hai đại diện là dầu và mỡ là những sản phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày, rất thân thuộc và gần gũi. Các ancol phân tử lượng cao, đặc điểm nhận biết là số lượng carbon nhiều nối với nhau tạo thành mặt thẳng hoặc là phân nhánh. Các cái ancol phân tử lượng cao tạo thành nhóm lipid gọi là serid với hai đại diện là sắt ong và lanolin trong lông cừu. Chúng ta có thể có các ancol có cấu trúc tương tự cholesterol, đây được gọi là các hợp chất sterol. Lipid thuộc nhóm này được gọi là các steroid. Các ancol có thể là cyanua ancol, trong đó có một nhóm cyanua hoặc là nhiều nhóm cyanua xuất hiện ở trong công thức của cái ancol. Các cyanua ancol xuất hiện nhiều trong các cây thuộc họ bồ hòn. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể có các amino ancol khác với cyanua ancol. Trong cái amino ancol thì có sự xuất hiện của nhóm amin NH2. Các lipid thuộc nhóm này được gọi là các sphingolipid. Về phần axit béo, chúng ta có các axit béo no. Đặc điểm nhận biết đó là các cái axit béo có mạch carbon dài. Trong đó các nguyên tử carbon nối với nhau bằng cái liên kết bão hòa. Trái với axit béo no hay là axit béo bão hòa thì chúng ta có axit béo chưa no. Trong đó cũng là các nguyên tử carbon nối với nhau tạo thành mạch dài hay là phân nhánh, nhưng mà ở một số vị trí các nguyên tử carbon có thể liên kết với nhau bằng liên kết không bão hòa. Chúng ta thấy có sự xuất hiện của các liên kết đôi ở trong công thức. Các cái axit béo chưa no hay là axit béo chưa bão hòa thì chiếm tỷ lệ lớn hơn các axit béo no. Các cái đồng phân xít thường gặp hơn các cái đồng phân trans. Để ôn lại kiến thức thì chúng ta cùng coi lại cái cách phân biệt giữa đồng phân xít và đồng phân trans. Trong đó, đồng phân xít là những cái đồng phân mà nó có nhóm thế ở cùng một phía so với liên kết đôi. Đồng phân trans là những cái chất mà có hai cái nhóm thế ở hai phía khác nhau so với liên kết đôi. Các cái axit béo omega 3, omega 6 được gọi là các axit béo cần thiết mà cơ thể hoàn toàn không tổng hợp được. Để xác định axit béo chưa no là axit béo omega 3, omega 6 hay là omega 9 thì chúng ta sẽ xác định bằng cách là đếm từ vị trí nhóm CH3 cuối mạch. Đếm về phía cái vị trí carbon có nối đôi đầu tiên, chẳng hạn như là cái hợp chất đầu tiên axit alpha linoleic
ở vị trí số 1, 2, 3. Carbon số 3 mang nối đôi đầu tiên thì đây là omega 3. Tương tự như vậy, axit eicosapentaenoic hay là axit docosahexaenoic, đây cũng là các cái axit béo omega 3. Tránh nhầm lẫn, một số bạn thì khi mà đếm nhầm, các bạn đếm từ cái vị trí nhóm COOH đếm về thì chúng ta sẽ thấy như trường hợp của axit béo eicosapentaenoic, nếu mà chúng ta đếm như vậy thì chúng ta sẽ có là vị trí này là 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn kết luận đây là axit béo omega 5, nó không chính xác. Chúng ta phải đếm từ phía đầu của nhóm COOH. Các axit béo omega 3 thì nó có nhiều cái tính chất dược lý quan trọng. Bên cạnh là nguồn cung cấp năng lượng thì nó còn có cái tác dụng chống viêm, bảo vệ thành mạch cũng như là đóng góp vào sự phát triển của trí não. Nhiều sản phẩm chứa axit béo omega 3 có tác dụng hỗ trợ được lưu hành trên thị trường, chẳng hạn như là các axit béo omega 3 chức năng hỗ trợ tim mạch, hỗ trợ về chức năng sự phát triển của não, chức năng nhận thức, cũng như là hỗ trợ trong điều trị viêm khớp. Ngoài ra thì chúng ta có các axit béo ancol. Đây là những cái axit béo mà nó bên cạnh cái nhóm COH thì nó còn sự xuất hiện của nhóm OH ở trong cái cấu trúc. Chúng ta có thể gặp ở axit ricinoleic trong hạt thầu dầu, hoặc là axit béo vòng năm cạnh ở trong dầu đại phân tử. Ở đây là bài tập dành cho các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại về cấu trúc của các cái chất lipid của mình. Các bạn có 30 giây để mà nhìn nhận và phán đoán cho chúng ta biết là cái cấu trúc, từng cái cấu trúc này nó là các cái axit béo hay là cái ancol, và nếu mà là axit béo hay là ancol thì axit béo ancol đó sẽ là axit béo ancol nào mà chúng ta đã học. Bài tập không khó, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra đáp án luôn nhé. Hình A, đây là một cái sterol. Hình B là một cyanur ancol, ancol chứa nhóm cyanur. Hình C là một ancol phân tử lượng cao, và hình D là glycerol, cấu trúc của glycerol. Ở bài tập số 2 là các cái axit béo. Hình A là axit béo chưa no. Đúng rồi, nhưng mà chính xác hơn thì nó là axit béo ancol, vì ngoài cái nhóm COH thì nó còn cái nhóm OH ở đây. Hình B là axit béo chưa no và hình C là axit béo no.